ngày mai có nhau à, có thêm nghe thử. Holy moly. Nhau bắt đầu chơi lại có vui này. Có đứa lòng. Được luôn anh em ơi. Chắc có lẽ hôm nay thằng về sẽ cầm The Round Gunup bắn luôn anh em nhá. Rồi. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhfor.com. Kamaki Cap, kính chào tất cả các bạn, cả quay cả cưới cái kè cổ của càng kèn cây game ca. Tao lấy mày. Kì cao cây kình ca cấp cù cuống cú cực cổng cười cây game ạ. Mày có cầm cái mồm mày đi không? Oh, mấy bạn nhảy bên nhau khi có bác vui thế. Thế mình nhảy dù có vẻ là hơi lỗi, nên chúng ta phải té sang bên nhà xe mời. Ui, sao lại cho em cây xì bát này là không được rồi mời. Thế mà mình không hiểu tại sao là ngày hôm nay mình rõ là mình cầm theo lửa chạy vô trận mình lại có huy hiệu thợ săn mà khác lão ở kìa. Có thể bắn trước mặt mình. À hello dân chơi. Cầm xì bát ta, cầm xì bát mà. Ôi, thể hiện trình độ vút tâm vào không khí như thế này là chết rồi mà. Lú đó. One, là bắn two, three. Anh chạy ra tự tin ra giữa lồng sục như thế ấy. Thử đổ sang cây MP5 bắn ở đâu? Cây đúng rồi, cây MP5 ạ. Tí thì quên tên súng luôn anh em ơi. Nhà ma có nhau. Có thêm nghe thử. Holy moly. Nhau bắt đầu chơi lại có vui này. Có đứa lồng. Được luôn anh em ơi. Chắc có lẽ hôm nay thằng về sẽ cầm The Round Gunup bắn luôn anh em nhá. Rồi. Mấy bữa nay mình mới quên mất là mình bật cái FPS cao trên máy mình em ạ. Nay là đâm ra là máy mình nó chơi mượt hơn chút xíu này. Xem đây có cây MB không? À đây có rồi mời. Là vẫn có một đứa bên trên lầu đúng không ta? Nghe có tiếng chân này các bạn. Uầy, tính ra là căn nhà gà cũng đông vui phết. Thằng fan chơi lại hôi của được hai cứu hết sọt này. Nó đang ngay ra trước mặt mình này mời. Giờ chờ xem nghe tiếng chân nó chạy lại đâu mình coi cho nó quả lựu đạn này. Nghe thấy tiếng chân nó đang kê cầu thang rồi nhá. Rút chốt thử quả lựu đạn này coi. 1, 2, 3. Lọt kệ nộ. Kìa. Nó có nào vậy ta? Cái kê rút chốt thêm quả nữa này em. Ấy, mình nghe có tiếng nhảy ngoài. Run! Chạy đường này. Ơ, chân đầu sụp đi đâu đây? Ui xồi ôi. Cờ ly cổng trường luôn bạn. Uầy, nay cổng trường nó phải như thế chứ. Đầu trận nhảy vô được 4 kill là thấy ấm rồi này. Trời ơi, được nhá. Và chắc có lẽ ngày hôm nay mình sẽ bắn The Round Gunup luôn anh ơi. Lâu rồi cũng chưa chơi cái này. Chứ thực sự là mình kiểu mình không bắn được one shot này được kia. Đâm ra là mình ít bắn lắm. Với lại lúc mà mình bắn ấy, kiểu mình bắn hay quá thì người bạn kêu là mình bắn ngu. Vô lý thế nhở. Thế là nên là thôi, nên là mình cũng hạn chế bắn. Có phanh nhau trên nhà đá mà. Ui, đây được cái liềm này anh em ơi. Phanh nhau hay đây là nó dụ mình vậy ta. Để mình qua ăn cái đòn bo chứ đã rồi tính xả đâu. Ăn cái nơ giáp ấy. Bên trên đồi có người nó từ tiếng kia. Bậy nha. Nghe có tiếng chân bên trên nhà lớn ạ. Trời ngắm rồi cầm liềm gặt luôn. Moco à. Moco. Xời ơi. Gặt được mẻ lúa liền game. Bên nhà đá kìa. Hello. Ngõ đây chơi bàn. Ê không ơi. Quên mất là trên đồi có người nữa anh em ơi. Vân vân thế nhở, thôi để mình đẩy qua mình chơi thêm bên trên nhà đá chứ đi. Một tí nó lên trên đồi xử thế đi trên nhà kia sau. Đẩy qua thẳng chơi nó luôn này. Ok, nó lớn mày nói. À, thế nên bên trên nhà gà nó thủ xong rồi nó bắn nó tỉa nó dụ mình lên đấy mà. Ê, bậy nha. Mình nghe có tiếng nhảy trên lầu xuống mời. Bạn gì chứ bạn đòi. Bạn đòi di chuyển mà phèn phèn không nghe tiếng chân thì bạn sai bạn ơi. Để mình sẽ meme mình cầm liềm gặt mà. Đâu bắt được em. Cầm liềm gặt luôn. Đâu bắt được em. Chơi liềm gặt lúa luôn mời. Mà mình không cầm cái ly. Không cầm cái ly chỉ cái chạy nhanh quá. Ngày nay mình cầm theo con Moco anh em ạ. Để mình tính là một trận bắn Aduk hay là Barret này kia. Kiểu mình bắn Moco còn kiểu còn báo vị trí được á. Mà thôi nay kiểu bắn The Round Gunup được hai quả kill hết sót đúng quá. Nên là thôi nay chúng ta chơi The Round Gunup luôn em ạ. Úi da, dưới đây có đất bo luôn ạ. Được luôn. Để mình xem cái bao 2 này nó về đâu nhá. Mình thấy cái bao 1 nó khá là đẹp về nóc xưởng này có khi nào nay. Oh my god. Cũng được anh em ạ. Nó tranh thủ xuống dưới shopping cho 6 quả keo nè. Là đủ bao keo để mình lên thẳng cái bồn nước trên nóc xưởng luôn này. Thế là ơi. Mà mình quên mất là mình hôm nay mình không cầm theo lửa chạy mà cũng hơi khó nha. Để xem. Wow. Wow. Bo 3 đẹp. Còn chần chờ gì nữa anh em, các bạn cũng hiểu ý mình rồi chứ còn gì nữa.
trời ơi, nay mà các bạn kiểu xem video mà để lại cho mình một like, một share và một comment bên dưới thì chắc có lẽ là nay mình sẽ mua luôn cái bo này là top 1 đúng không ạ? Ngày hôm mình nhớ cái clip nào nhỉ? Clip ngày cách đây hình như là một tuần đúng không? Mình có một trận mình lên nóc sửa game, mình nhảy nóc sửa đảo quốc sứ 2.0. Uầy, cái trận đấy mình kiểu nhân phẩm cũng khá là dữ đấy. Mua được cái từ bo 1 đến bo 4 luôn. Mà cái bo 5 mà nó đẹp một tí thì phải gọi là clip bao hay luôn em ơi. Nghe có tương người bên trong trong xưởng này mời. Để chúng ta tranh thủ leo lên cái nóc xưởng đi. Không, cái nó đang có hai đứa trong xưởng luôn kìa các bạn. Ê, bạn nhà. Ê, chú ốc này. Mày thì bắn thằng vẹt. Ê, sao luôn nó bắn nữa. Khó thế. Được bơm máu đây mời. Đâu ra một đứa bên kia. Ê, sao nó bắn đâu. À, thì đang nó leo lên. Ê, mày tích đẩy xuống làm gì thằng vẹt. Shit. Tí thì vỡ mồm anh em ạ. À. Phải chứ nó đẩy xuống nó chơi mình luôn em ơi. Nhắc một máu trước đã nha anh nha. Còn một thiên nhiên ở góc cái trên đồi nữa kìa. Cửa giáp cái nhẹ này. Kiếm góc mình bắn nó. Thì mình mới lên được cái nóc sửa mà thôi. Cho nên chắc có lẽ mình sẽ không lên nóc sửa đâu. Để mình bò qua đây. Mình lấy cái góc mình lên cái thùng vàng các bạn. Mình lên cái thùng vàng khả năng là kiểu nếu mà cái bo về dàn giáo ấy. Đó kìa. Thấy một đứa nó tính leo lên nóc sửa đấy mời. Nó bị trên đồi bắn mất kìa. Ê, kìa. Thằng trên đồi nó sẽ chết mỡ rồi. Tranh thủ lên cái thùng vàng đấy mời. Thùng vàng là để mình nhập sử trên đồi này. Nó dám bắn thằng phèn đẹp trai như thế này không được rồi. Thấy trai đẹp là bắt đầu tự. Ê, xin kiếm một viên nữa. Nằm xuống em nhá. Chờ nó ló ra là biết nó phát hiện mình trên đây chưa ta. Chờ nó ló ra mình phải xử nó mời. Dám bắn thằng phèn là không được rồi. Chạy ra nhử à. Nó bắn Groza anh em ơi, có vẻ là hơi đau. Với lại cái Groza cũng kiểu nhiều viên xuyên giáp ấy. Đâm là đau vãi cả trưởng này. Ôi, chúng ta không lên manh động nữa em ơi. Bây giờ có 4 mình máu à. Bơm nữa hồi hết máu là khỏi có máu tách bò nữa. Nó chạy kìa. Nó chạy đi. Ui. Ơ kìa, sao bắn toàn xịt đây. Chớ nó chạy khuất tầm mình rồi em ơi. Xuống bên dưới lút tí đồ bạn đâu, lút tí máu chứ. Để có gì mình còn có máu mình còn bo chứ không. Nhưng mà trường hợp cái bo nó độ. Xin là wow. Đây là shipper có tâm này anh em ơi. Lục bom keo rồi. Máy quét các thứ này. Ấy à, hình như là mình chưa nhận được bình máu đâu này. Xí, sao ba lô nhanh full rồi ta. Thêm 2 bình máu nữa, 8 bình máu mình nghĩ là khả năng là đủ rồi. Và chúng ta tranh thủ leo lên lại cái nóc sửa anh em ạ. Thằng này nó vẫn cố kiếm góc bắn mình này game. Cay chưa, cay chưa. Mình nằm trên đây nó không làm gì được gì mình ấy mà. Mà tính đắc thanh niên cũng bướng dữ ta. Nó chạy luôn từ góc bên tay phải luôn sang bên tay trái để kiếm góc bắn mình bằng được này. Chạy là cục đá này. Thằng niên cay lắm anh em ạ. Xếp cái bo 4 nó vào đây anh em. Nếu mà bo 4 nó vào cái dàn giáo vàng là bao đẹp luôn này. Ui, nó vào bên kia cơ à. Shit, khó nhá. Mà thế nên cục đá nó mò nó khiến mình nó vẫn chưa chạy tạ. Bây giờ nó chạy biết cái thể nào nó mà chạy mà game không nó bị kẹp. Ui, bắn toàn trượt không ạ. Thôi bỏ đi nhá. Bây giờ mình tranh thủ mình leo lên cái nóc sửa mời. Mình nghĩ khả năng là cái bo cuối nó vẫn có tỷ lệ độ trên nóc sửa ấy. Thế là chúng ta sẽ vẫn nuôi hy vọng bo 4 độ em ơi. À đâu nhầm, bo cuối độ chứ. Bo 4 chưa gì mình thấy như xịt rồi đấy. Chạy qua góc này lấy cái góc bắn cũng được phết này. Bây giờ mình lấy cái góc trên đây này. Nếu mà trường hợp mà bên dưới nóc sừng mình ở đâu bên dưới chân sừng mình không có người ấy, mà bốn lên đến cuối mà nó ở bên trên đồi với lại trường học hết á là đẹp đấy mọi người. Mình chỉ việc kiểu chờ mới đi chạy bo ấy mà từ xem cái bo 5 nó như thế nào đã, xem cái bo 5 như thế nào nhá. Còn 3 người nữa à? 3 người nữa thì đẹp luôn đấy mọi. Mà mình nghĩ khả năng chơi bên dưới sừng của mình là khả năng là có người chắc rồi đó. Thì đang cũng có một hoặc hai đứa xem nào cái bo. Ui à, cái bo 4 à đâu, cái bo 5 đập như vậy cũng được em nhá. Bây giờ mình chỉ việc ngồi trên đây nghe này. Nếu mà có đứa chế độ à, đây có chế độ biết nghe thế nào cũng có người mà nhận anh em. Ui ấy à, hai bom kêu hai mọc khác nhau à. Thế thì có hai đứa trên đồi mới, một đứa bên dưới chân mình là hợp lý này. Bây giờ mình phải xử hai đứa bên trên trước. À đây đứng im làm gì đấy em xin. Ui rồi. Còn một thanh niên bom keo bom keo gì kia ta, bom keo con nhân vật gì chứ. Chị bom bo kìa. Ui, đặt nhiều bom keo thế nhỉ. Ui ai da, phải chăng rùa lên
một viên lên đầu là đẹp rồi anh em. Là mình chỉ việc chờ cái bao thu này, mình tách bao mo một chút xíu rồi. Mình sửa đứa bên dưới sửa là hợp lý luôn này. Cái bo đốt chưa thua. Yeah, trường hợp này hơi khó nhá. Trường hợp này là mình sẽ hên xui mạng. Một là top 2, còn 2 đây là top 1 này. Chờ bo thu lại một xíu. Còn bên dưới sửa mình sửa chết đứa trên đồi cơ. Thì may ra mình có cơ top 1 được. Phải sửa đứa trên đồi chứ bạn. Quay sửa đứa kia. Ấy á. Mày không bỏ. Mày có bắn. Ui dồi. Tao kia nó không chịu bỏ nó cố. Tao còn cố nó ngon nó bắn mình kia anh em. Trời ơi. Ôi mà tính là vào đây mà phải chắc mình xử kiểu rùa một viên lên đầu thì kiểu trên đồ nó chạy bo lại cái cục đá anh em, là mình lấy top 1 nó đẹp luôn á. Thì thôi mà, chắc là clip của mình cũng xin kết tại thôi. Các bạn xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông anh em nhá.